chậm cho một chậm được không ạ? Hello mọi người, hello mọi người đang xem nhá. Hello Thu Huyền Nguyễn, hello anh Nhiên, hello Quế Phanh, hello Thu Thủy. Hello mọi người. Mọi người ơi, mọi người vào bên kia, mọi người có thể chậm cho một chậm được không ạ? Ai đang xem live stream có thể chấm cho một chấm được không ạ? Hello Hải Âu, hello mọi người nhá. Hello Nguyễn Thị Hải Yến. Hello Huỳnh Thủy, hello mọi người nhá. Thì đã rất là lâu rồi thì hôm nay sau anh đi mới live stream lại. Dạ vâng, hello chị Thu Thủy ạ. Vâng, mọi người vào trong đâu đi ạ? Hello mọi người, hello Thái Thị Dương, mọi người có nghe Hằng nói rõ không ạ? Hello mọi người. Hello mọi người vào xem live stream nhé, mọi người có nghe em nói rõ không ạ? Mọi người có nghe được Hằng nói không ạ? Hello mọi người vào xem live stream chấm giúp Hằng một chấm nhé. Thì hôm nay trong cái live stream này thì Hằng bên sau anh Ly sẽ xem cho các bạn đó là quần quần đùi và áo sơ mi đổi quần nhé. Quần đùi chị mua trực tiếp trong cái live stream này giá chỉ 99.000 thôi nhé. Yêu cầu là các bạn là phải chia sẻ một lần lên trang cá nhân và hai lần trong các hội nhóm khác nhau nhé. Mọi người ơi, ai đang xem live stream có thể chấm cho Hằng một chấm được không ạ? Mọi người ơi, mọi người có nghe Hằng nói được không ạ? Hello mọi người, hello 26 người đang xem. Hello Anna Vũ, hello Mai Hà, hello Phương Helen. Trời ơi, hôm nay là Hằng bị ốm cho nên là giọng nó hơi bị khàn một tí á. Hello Võ Hải Yến. Cảm ơn nhá, cảm ơn mọi người đã chấm và mọi người hãy bỏ ra 3 giây giúp Hằng like cái live stream này và theo dõi trên fanpage Angry Shopping để được mua đồ với giá ưu đãi nhất nhá. Đây, trong cái live stream này em sẽ bán cho mọi người, đó chính là em bán mọi người quần đùi này và áo sơ mi đổi quần như em đang mặc đây nhá. Em sẽ bán cho mọi người quần đùi chỉ với giá 99.000 dành cho những bạn nào mà mình mua trong cái live stream này đã like và chia sẻ cho em vào một lần trên trang cá nhân và hai lần trên các hội nhóm khác nhau nhá. Hello mọi người, mọi người ơi, mọi người có nghe Hằng nói rõ không ạ? Hello mọi người nhé, hello 28 người đang xem nhé. Mọi người bỏ ra 3 giây like và chia sẻ cái live stream này giúp cho Hằng nhé. Đây thì hôm nay trong cái live stream này em chỉ bán quần đùi và áo sơ mi đổi quần thôi nhé. Như áo sơ mi đổi quần mà em đang mặc á, như áo sơ mi đổi quần em đang mặc thì bình thường shop sẽ bán giá 230.000, nhưng mà trong cái live stream này những chị nào mà chia sẻ cho em hai lần trên các hội nhóm và một lần trên trang cá nhân thì em sẽ bán cho các chị với giá 139.000 nhá. 139.000 áo sơ mi đổi quần như thế này nhá. Em mặc lên thì chị nào mà mình đi cưới đi chơi mình mặc đều được hết luôn á. Mặc được rất là nhiều kiểu. Mặc được rất là nhiều kiểu luôn. Hello Kiều Anh, hello mọi người nha. Mọi người ơi, mọi người đang xem cái livestream này thì chấm cho Hằng một chấm và kèm theo đó chia sẻ cho Hằng một lần trên trang cá nhân và hai lần trên các hội nhóm khác nhau á. Mọi người xem livestream nhớ like và chia sẻ cho Hằng với nhá. Trong cái livestream này thì Hằng chỉ bán quần đùi và áo sơ mi đổi quần như Hằng đang mặc thôi. Bình thường mọi người mặc sơ mi thì mọi người có thể gài như thế này đúng không? Nhưng mà hôm nay cái sơ mi này thì mình có thể mặc được rất là nhiều kiểu luôn. Các bạn có thể mặc trễ vai này đấy, hoặc là mình có thể thêm một cái thắt lưng như thế này, trông rất là nhìn rất là sang luôn ý. Trong cái livestream này em chỉ bán áo sơ mi thôi nhá. Áo sơ mi đổi quần có rất là nhiều màu, còn em sẽ bán chiều gì. Cảm ơn dì Hà Nguyễn ạ, cảm ơn mọi người ạ. Ngoài những cái em đang mặc đây thì còn thêm hai mẫu này nữa nhá. Trong cái livestream này
này, bình thường shop mình bán với giá là 230.000, thì trong cái livestream này em chỉ bán cho mọi người là 139.000 thôi. Cho nên mọi người chỉ cần chèn ra 3 giây like và chia sẻ cái livestream này cho em thì mình sẽ được mua với giá 139.000 nhá. Mọi người ơi, mọi người xem livestream mọi người có thể chấm hàng giúp hàng hộ chấm được không ạ? Mặc dù hôm nay là đang bị ốm, giọng đang bị khàn nhưng mà rất là cố gắng để livestream cho mọi người mua đồ được với giá ưu đãi ạ. Hello mọi người nhá, hello mọi người vào livestream nhá, hello mọi người nhá. Mọi người ơi, mọi người trong livestream mọi người bỏ ra 3 giây like và chia sẻ giúp hàng cái livestream này nhá, để mình mua đồ được với giá ưu đãi nhất. Trong livestream này em chỉ bán với cái mẫu sơ mi channel này thôi. Mẫu sơ mi channel và hai mẫu như thế này và kem hay đỏ là quần đuôi nhá. Đây mẫu sơ mi này em chỉ bán là 139.000 trong giá livestream nhá. Nếu mà chị em nào mình không mua trong giá livestream này thì ở ngoài mình phải mua tới giá 230.000 đấy ạ. Channel này với lại hai mẫu này thôi nhá. Hằng để Hằng cho mọi người xem theo mẫu đùa. Mọi người ơi, hôm nay Hằng chỉ bán sơ mi gấu quần và vùng đùi thôi, còn những mẫu khác ấy như váy vóc này kia thì mình sẽ livestream vào những buổi sau nhá. Hôm nay Hằng chỉ bán sơ mi gấu quần thôi. Mọi người ơi, mọi người ai đã livestream, đã đang xem livestream thì có thể chấm cho Hằng một chấm được không ạ? Ôi mọi người có nghe Hằng nói rõ không ạ? Hôm nay đang bị ốm cho nên giọng hơi bị khàn một tí. Hello mọi người vào xem livestream nhá. Hello các chị em vào xem livestream nhá. Đây là mẫu sơ mi mẫu đôi này thì nhà sẽ bán với giá là 99.000 cho các bạn nào mà mình đã chia sẻ cái livestream này nhá. Đây là mẫu này là mẫu 01 này. 99.000 nhá, bình thường quần đùi như thế này, quần sót như thế này sẽ bán với giá là 190.000. Nhưng mà trong cái livestream này sẽ bán 99.000 thôi nhá. Đây là mẫu số 1 này. Bạn nào mà mình lấy mẫu nào thì có thể comment lại cho Hằng, hoặc là sau cái livestream này mình xem mẫu rồi thì mình có thể vào inbox trực tiếp và nói cái mẫu ở trên livestream nhá. Mẫu này mẫu 01 này. Đây là mẫu quần màu trắng mẫu 002 nhá. Mẫu quần trắng số 02 nhá, giá 99.000 nhá. Trong cái livestream này tất cả những bạn nào mà mua đồ trong cái livestream này thì quần đùi chỉ bán giá với giá là 99.000 thôi nhá. Hello mọi người đang xem, mọi người ơi. Mọi người có thể cho Hằng động lực là bằng cách là các bạn có thể chấm cho Hằng một chấm và chia sẻ livestream giúp Hằng được không ạ? Đây nhá, đây là mẫu mà Hằng mua. Mẫu quần mà Hằng đang mặc đây là màu trắng đấy này. Mọi người có thể mặc như thế này này. Đấy. Mẫu như thế này giá chỉ 99.000 thôi nha mọi người ơi. Giá như thế này chỉ có 99.000 thôi. Đấy. Các bạn có thể kèm vào khi mà chị mình không thích chị nào mình không thích mặc thấy quần thì mình có thể mặc áo sơ mi dấu quần nhá. Còn hoặc là mình có thể kéo ra như thế này, mình đóng thùng như thế này nhìn nó rất là cũng đẹp lắm luôn này. Hôm nay trong cái livestream này là Hằng chỉ bán sơ mi dấu quần và quần đùi thôi nhá. Còn những mà mẫu đồ váy vóc thì mình sẽ livestream vào những buổi hôm sau. Mọi người ơi, anh xin livestream có thể chấm cho một chấm được không ạ?
các chị em vào đang xem livestream của Hằng nhé. Mọi người ơi, mọi người vào xem livestream sẽ được mua áo sơ mi dấu quần với giá là 139.000 là áo như Hằng đang mặc đây nhá. Và Hằng đưa sẽ bán cho mọi người với giá là 99.000 nhá. Đây mọi người lấy mẫu nào mọi người thì chụp hình lại hoặc là comment số đó. Hello Trang Bell nhá, hello mọi người đó mọi người. Mọi người có nghe Hằng nói rõ không ạ? Mọi người thì thông cảm cho Hằng bởi vì là hôm nay Hằng đang bị ốm cho nên là giọng hơi bị khan một tí ước. Đây nhá, cái mẫu áo sơ mi Chanel này hôm nay bán chỉ giá 139.000 thôi nha. Bình thường mình bán giá 230.000 thì hôm nay mình chỉ bán là giá 139.000 thôi nhá. Trong cái livestream này thì mọi người thông cảm là vì Hằng chỉ bán áo sơ mi dấu quần. Hôm nay chị livestream bán áo sơ mi dấu quần vào vùng đùi thôi nhá. Còn những bạn nào muốn xem tiếp những mẫu khác ấy, thì mình có thể đón xem vào những buổi livestream tiếp theo nhá. Các chị em ở đây xem mình đang muốn mua sơ mi dấu quần với giá 139.000 ấy, thì các bạn hãy nhớ là like và chia sẻ cái livestream này nhá, một lần trên trang cá nhân và hai lần trên cái trang hội nhóm khác nhau nhá. Bây giờ sẽ thay cái mẫu này cho mọi người xem nhé. Hello mọi người. Đây là mẫu thứ hai mà Hằng mặc nhá, Hằng mặc. Đây là mẫu thứ hai mà bán trong cái livestream này nhá. Bạn nào mình thích thì mình mặc xuống rất là đẹp luôn ấy, rất là thoải mái luôn. Chất vải thì mọi người có thể xem đây này. 139.000 một cái áo như thế này quá là rẻ luôn đúng không? Đấy. Bạn nào mình thích mà điều một tí thì mình có thể mặc trẻ vai như thế này này. Hoặc là mình mà thích điểm nhấn một tí thì mình có thể lấy cái thắt lưng, mình thắt lưng ngang đây này. Đấy. Mẫu đây là mẫu sơ mi dấu quần nha mọi người nhé. Bình thường mẫu như thế này là mình sẽ bán là giá 230.000 là bán tại shop. Nhưng mà trong cái livestream này thì mình sẽ bán giá là chỉ 139.000 thôi. Hello mọi người đang xem nhé. Mọi người ơi, mọi người đang xem và có thể người bỏ ra giúp Hằng 3 giây like cái livestream này và chia sẻ livestream hộ Hằng được không ạ? Đây nhá mọi người nhá. Mỗi thế này, một cái áo như thế này, một cái sơ mi như thế này chỉ có giá là 139.000 thôi. Quá là rẻ luôn đúng không? Đấy. 139.000 cho một cái áo sơ mi như thế này nhá. Ai lấy có thể comment cho Hằng là mẫu sơ mi thứ hai nhá. Đây này. Hello mọi người vào xem nhá. Hello mọi người vào xem nhá. Mọi người ơi, mọi người đang xem thì mọi người hãy chấm nhỏ một chấm để Hằng lại cái động lực tiếp để livestream được không ạ? Đây. Đấy, mẫu như thế này mặc đi chơi đi, đám cưới đều rất là thoải mái luôn ấy. Ngoài ra thì còn rất là nhiều mẫu sơ mi khác nữa để Hằng lấy cho mọi người xem á. Hôm nay thì
giờ chị bán mẫu sơ mi đổ quần thôi cho mọi người nhá. Đây nhá. Hello chị Nguyễn Hà Trang, cho chị cho Trang xem cái váy su màu đi. Chị ơi, chị Trang ơi, váy su sơ mi hay là thun ạ? Để mà chị mặc đây chị bị ốm em ạ. Hello em nhá, hello Sam nhá, hello mọi người nhá. Phong áo phong của chị. Nếu mà bầu mặc cái sơ mi này cũng được chị ạ, bởi vì nó dành suông rộng ý. Đây nhá, đây mờ. Hello mọi người, mọi người đang xem mọi người thì có thể chấm nước Hằng không được bỏ ra 3 giây like và chia sẻ cái livestream này cho Hằng nhá. Ui. Váy phong á, như thế là váy phong thì ở shop chỉ còn hai mẫu như thế này thôi nhá. Ui váy hình á. Đây mình có kiểu như thế này nha chị ạ. Muốn live stream phải nói giọng miền Trung nhá, được hết á. Đây nhá, đây là mẫu, đây là chị nè, chị Trang ơi. Đây này. Đây mẫu thứ nhất nhá, hình thứ nhất này. Nó kiểu như là một phong giống nhau đó, chỉ khác ở cái hình thôi, nhưng mà chất thì mặt rất là mát luôn. Đấy, con nhìn con nhìn không? Lên ngã không? Mọi người mua nhau đến đây. Đã rất là lâu lắm rồi mới livestream lại. Hello mọi người vào xem nhá, mọi người vào xem, mọi người chia sẻ hỏi chị Anh nhá. Chưa cái chị Trang ơi, cái giá báo này cũng đẹp đấy này. Đấy. Mọi người ai mà ở gần đây thì có thể đến trực tiếp shop Anh Ly nhá, ở khối 10 thị trấn Đôi Lương ấy. Rất là lâu rồi mới livestream lại cho nên là mọi người ai đang xem cái livestream này giúp Hằng bỏ lại bay. Giúp Hằng bỏ lại 3 giây like và chia sẻ cái livestream này hộ Hằng nhá. Hello mọi người nhá, bởi vì là Hằng không thể nào đi thay hết được ý, cho nên là Hằng sẽ tạm thời dơ lên cho mọi người xem nhá. Đây này, mẫu sơ, cái này cũng là mẫu sơ mi giấu quần này. Chị Anh ơi, em về rồi nha, cần hi hú nhá. Ôi hú Linh Nga xuống mua đồ nhá. Linh Nga. Bởi vì là Hằng không thể nào mà Hằng thay hết được ý, cho nên là mọi người thông cảm, Hằng chỉ tạm dơ lên cho mọi người xem nhá. Form thì nó giống như kiểu Hằng mặc luôn, là nó giấu quần như thế này này. Đấy, nó giấu luôn như thế này này. Còn nó chỉ khác ở kiểu thôi. Chất thì cực kỳ là mát luôn, giống nhau cả. Hello mọi người đang xem không? Chẳng nhẽ là 15 người đang xem không thể giúp Hằng chia sẻ cái livestream này được không, đúng không ạ? Mọi người bỏ ra 3 giây thôi. Mọi người like và chia sẻ cái livestream này giúp cho Hằng nhá. Để cổ vũ cái tinh thần, mặc dù là đang bị ốm giọng rất là khàn luôn, nhưng mà rất là cố gắng để livestream. Nói chị Anh thay đi. Người chị Anh còn ngon chán. Ừ. Chị Anh lười em ạ, chị Anh không like. Ngon chán. Đây nhá mọi người, bạn nào mà lấy nhá, trong cái livestream này mọi người lấy sẽ được với giá là Hằng không phải là mình người miền Trung các bạn ạ. Hằng không phải người miền Trung. Sợ dễ Hằng nói giọng khác thì bởi vì là Hằng không phải là người miền Trung. Thật sự là mình ở đâu thì mình cũng rất muốn là mình nói giọng bản địa, đúng không ạ? Nhưng mà bởi vì thời gian mình ở chưa đủ để mình bắt chước được giọng của người giọng bản địa như thế này thì không nói được mọi người ạ.
Mọi người ơi, mọi người vào xem nhá, trong tại vì là trong cái livestream này mình chỉ không sao ấy. Ôi mọi người thông cảm, phải bởi vì em không phải là người miền Trung. Em chỉ nói như thế này trên livestream để cho hầu hết mọi người đều nghe được ý. Đấy nhá mọi người nhá. Em không biết. Ui nóng quá. Đây nhất là hai mẫu sơ mi là tạo cấp lại nha. Nếu mà tin bạn nào mà muốn xem lại thì nói hàng sẽ lấy cho mọi người xem lại nhá. Thì em sẽ bán giá là 139.000 nhá. Tiếp theo đây, sau đây thì sẽ là một số mẫu vùng đùi bán với giá cực kỳ sốc luôn, chỉ với 99.000 thôi. Bình thường mình mua ở shop là 190.000, nhưng trong livestream này mình sẽ chỉ bán với giá là 99.000 thôi nha mọi người nhá. Đây là mẫu số 1 nha, bạn nào mà lấy thì mình comment số 1 hộ cho Hằng nhá. Đây này, Hằng sẽ quay nhanh từng mẫu luôn cho mọi người xem kịp nhá. Đây một đùi màu trắng thôi nhá, mẫu số 1 này. Đây mẫu số 1 nhá. Hằng sẽ qua tiếp mẫu khác nhá. Màu trắng em mặc chỉ có hello chịu anh. Đây màu trắng em đang mặc đây ạ, đây này. Đây. Trong đây là mặc màu trắng nó cũng tương tự như thế nhá. Vùng đùi trắng 99.000 nha Linh Hoàng nhá. 99.000 thôi. Ở ngoài shop là em sẽ bán với giá là 190.000, nhưng mà 99.000 em chỉ bán trong live thôi nhá. Mọi người chốt trong live thì em sẽ bán 99.000 nhá. Vùng cầm với chị. Vùng này à? Vùng này đúng không chị Oanh? Chị Oanh. Đây vào đây chị Oanh cho em. Đây nè, đây đây mặc. Cả là cả đều gửi những lai nó khổ. Chị Oanh ơi, chị Oanh đợi tí, chị Oanh sẽ thay ra nhá. Mọi người like và chia sẻ cái livestream này trong hôm nay thì sẽ mua được quần đùi với giá là 99.000 nhá. Còn mình mua tại shop thì sẽ không được giá như thế này đâu ạ. Chị quên em đang mặc cực kỳ là trẻ thích điểm nhá.
cặp cáo sẽ chế được phần éo và nó sẽ mang màu nhá. Đấy mọi người nha. Có kiểu không định em nhé, chị sẽ cho em có kiểu không định. Đây nhá. Đấy nhá. Kiểu không định có hai kiểu, là một kiểu có lá cơ và một kiểu không có lá cơ em nhé. Mọi người coi chặt chị em đi ạ. Chặt rất chỉ là đẹp ạ. Chặt có giảm rất chỉ là đẹp mặc thoải mái ạ. Mọi người mặc cảm thấy tưởng tượng như không mặc đúng không ạ? Mặc như không mặc. Chặt đẹp cực kỳ luôn ạ. Quân đủ xài hẹn mọi người lên mọi người nhé. Trong này em sẽ bán với giá là 99.000 đồng nhé. Mọi người không thể đi mua được rẻ hơn chỗ em đâu ạ. Đấy nhá. Với có một mẫu là không có đá đấy được. Để em cho xem ạ. Em đang mặc con người đúng không? Đây em đang mặc con người đây. Đây mẫu này cũng là mẫu không có đá nhá. Đấy không? Cũng là một mẫu nắng nóng cực kỳ đẹp nhá. Em không hề có mẫu luôn đi. Mọi người mà để mà lại thì để lại số điện thoại gọi lại là mã số quân cho em nhá. Thôi em vào lại đi, chị đi xoay nha. Thử áo gấu quân cháu lưng mấy luôn ý mi ơi. Áo gấu quân. Áo gấu quân đi đúng không ạ? Mọi người coi chặt nhá, chặt cực kỳ là đẹp nhá. Vải mỏng, vải lánh nhưng cực kỳ là mềm nhá. Mọi người giặt phải giặt thoải mái nhá, không hề bị xô nhá. Không phải là chặt hàng rẻ chặt thối như kiểu các chỗ khác nhá, nên mọi người cứ yên tâm hàng chặt người em đi ạ. Trong lái hôm nay em sẽ bán với giá chiếc áo này là 139.000 đồng thôi mọi người nhé. Chỉ 139.000 đồng thôi nhé. Bình thường ở ngoài mọi người mua không phải, mọi người mua phải trên 200 nhé. Em sẽ mặc cái áo này cho mọi người nhé. Em vô lá cái áo này. Đứng này trọng lại em ạ. Em mặc em cứ đừng có đừng nói những người ngớ ngắt được. Hello mọi người, xin lỗi mọi người, có thể là những cái góp ý hồi nãy giờ là sẽ nghe nhá. Hôm em về mình nói thì giọng nam, chị về ơi nói giọng bắt không loại được. Ủa chị anh hay sao rồi? Tại em cứ tập như vậy này bữa nay mà. Em nóng quá. Đi, học ra tăng điểm. Em nóng quá. Mọi người ơi, áo cái nịp trên này mà. Ờ, em để dưới đây này. Mẫu chị anh Ly đang thay á. Đẹp không ạ? Mẫu này ai mà cũng đẹp hết á. Mẫu em đang thay đây nhá. Mọi người thấy sạch xí thì mọi người có thể kéo cổ xuống nhá. Con đầm này ấy, bao bì có thể bón chén bao tư nhá. Tủ xài SML từ 48kg, à từ 42kg đến 60kg có thể mặc vừa nhá. Nếu mà mọi người thích thì mọi người có thể thấy một cái nịt ở đây ạ. Mọi người biết em là người luôn nhá, nên em trông đi em đang mặc váy xinh mơ ạ. Thì em mặc vào nó hơi bị dai ạ. Đấy mọi người nhá, con mọi người thích lịch sự thì mọi người có thể kéo lên như thế này. Cái gì mặc nó là xinh mơ em nhá, cái gì có đủ size là em mơ lên á. Chặt cực kỳ là mặc luôn nhá, chặt đi nhá, em xả mấy giặt vô tư nhá. Giặt mấy giặt cũng không thể hư luôn ạ. Không phải là hàng chất thố, hàng chất đều nhá. Chị và bạn trong lái với giá 139.000 nhá. Mọi người có thể bỏ nịt vô ạ. Áo này bên em có thể mặc 3 kiểu ạ. Đấy trắng nhá. Bỏ nịt vô nhá. Như thế nào mọi người có thể đi làm. Đặt chính là lịch sự ạ. Có những ngày thịt sạch xí một tí thì người mình có thể kéo. Kéo một bên xuống ạ. Mình có thể kéo bên xuống ạ. Còn đối với những người bao thì mình sẽ tháo cái thắt lưng ra. Đang em đang mặc từ 38 đến 60kg, mọi người có thể mặc vừa nhé. Để em chuyển qua màu cho mọi người nhé. Em có màu nữa nhé. Còn nếu mọi người thích ấy, thì mọi người có thể đóng thùng như thế này nhé. Lên tao size S, tao là con đẹp quá đây. Ok trang nhá. Chỗ trang trong lái thì mọi người chém số điện thoại ạ.
sẽ được bán với giá 139.000 ạ. Còn ngoài lại ra thì em sẽ về trở lại với giá cũ là 250.000 mọi người nhé. Mọi người đừng so sánh hàng ở em với hàng chỗ khác nhá. Những cái người xanh múa sẽ hiểu và sẽ biết nha mọi người, quá sơ chất là biết ạ. Chất rất mỏng nhưng nó rất mặt ạ. Ok ra nhá. Có chị cứ bật qua nhá. Lê vậy đi hả? Hello Google nha, tại vì là hôm nay mình chỉ bán sơ mi thôi. Chỉ bán sơ mi thôi cho nên là không có lời vậy á. Bán cho vui thôi, không có lời, đúng rồi. Bán 139 thì là sao mà có lời được hả Linh Nga ơi? Đấy nha, chỉ nói giọng nam thôi chứ không là chỉ nói giọng giải thì có nói không được. Mọi người ơi, áo sơ mi nhá, áo sơ mi gấu. Đúng rồi, có bên này. Mọi người đừng like nhá. Em sẽ lái áo cực ngực và áo giày cho mọi người nhá. Đấy, em sẽ lái hết cái mẫu áo sơ mi này nhá. Sơ mi này sơ mi ngắn chứ không phải sơ mi giỏ quần. Cái đuôi ở sau thì nó hơi dài hơn một tí này. Chắc thì mọi người cứ qua xem là biết thôi. Không, shop em là bán chất cực kỳ chất lượng luôn. Không hề bán chất nào mà như ở những nơi khác mà mọi người so sánh đâu ạ. 139.000 cho cái áo sơ mi trắng như thế này nhá. Đã nói là từ đầu nói giọng nam hơn mà. Đúng rồi, nói giọng mình thật vẫn hơn đúng không? Đấy, xin lỗi mọi người nãy giờ nhá. Tại bởi vì lúc đầu là nghĩ là mình nói giọng bắc nó sẽ nghe dễ nghe hơn á. Nhưng thôi, nói giọng nam. Đây nha mọi người, ở lại một xíu nha, tí nữa em sẽ chuyển sang những cái mẫu mà áo cúp ngực, áo dây cho mọi người nhá. Đây nha nhá, đây này. Đây là ở phía sau nhá. Tôi nhìn mình cuốn đấy. Nó có hình con gấu như thế này nha, 139.000 thôi. Mọi người đố mọi người đi đâu mà có thể mua được một áo sơ mi mà giá chỉ có 100 mấy nghìn như thế này thôi ấy. Mọi người ở lại tí nha chị, bây giờ chị Anh sẽ thay cho mọi người ra một mẫu áo dây nhá. Hết cả áo sơ mi này em sẽ chuyển sang áo dây nhá. Khổ lắm, bà cao quá bà phải đi giày vào. Đẹp quá. Đấy nha, màu giày em đang mặc đấy nhá mọi người nhá. Có đủ size em mơ lơ nhá. Vải lạnh là chín là mặc ạ. Có báo màu nhá. Đam mê nào đó. Lấy cả chín mặc em. Lấy tất cả các màu gạo của chín mặc em. Màu áo giày em đang mặc mọi người nhá. Màu áo giày em đang mặc trong này em sẽ bán với giá là 119.000 đồng nhá. Ngoài màu áo giấy này em sẽ bán với áo 180.000 đồng nhá. Ngoài lại ạ. Chị phải nấu băng em nó lấy nha. Không, nó siêu cấm. Đó, tại con em mặc cái quần in rộng đó. Đấy nha, con quần em đang mặc có giá là 99.000 đồng nhá. Tóm lại em sẽ bán với giá lắm. Ngoài đẹp thì quật thôi. Quần đủ size XL mọi người nhá. Quần em đang mặc có giá là 99.000 đồng nhá. Đủ size XL dành cho người từ 38 đến 60 cân mọi người nhá. Quần em đang mặc có size là XL nhá, từ 38 đến 60 cân nhá. Quần cực kỳ là ốm dạng ạ. Đấy là em đang mặc size M với em vừa đàn quần size M đến mặc hơn hồi bị rồng. Con cực kỳ là nâng mỏng mà quần cực kỳ là nâng mỏng ạ. Đi không chịu lái đến xuân hang đáng ạ, hang một đồng chưa sang sóng đây. Con áo mà anh đang mặc á thì có ba màu nhá, có quân trắng tính không, có hình không trắng không gì, có quân trắng tính, có hình không có hình. Bên chị thì có quân trắng nhưng mà hơi rách một xíu thêm ạ. Ý rách không đáng kể nhá, quân này chị sẽ bán với giá 99.000 đồng nhá. Nhưng ai xem quá là ai rồi ấy thì ấn like để xem nhá. Đấy nhá, áo em có hai màu em đang mặc nhá, một màu nữa mà anh biết em có một màu. Áo mặc cực kỳ là đẹp nhá. Em có quần đuôi bo cả đấy. Quần đuôi bo nhá, tất cả các mẫu quần đuôi bo đồng lại em sẽ bán với giá 99.000 đồng nhá. Còn ở ngoài lại em sẽ
sẽ bán với giá 250 nghìn đồng nhé. Đấy nhá, con vô đẹp nhá. Quần chất cực kỳ đẹp nhá, đủ size XM luôn thật nhá. Từ 88 đến 60kg đều vô đủ size XM luôn. Đây là tất cả các mẫu quần đen này em nhá. Có cái quần đen này đẹp này. Đây là có cái quần đen không rạch này đẹp này. Cái còn có mốc trắng nữa. Mặc nâng mẫu cực kỳ luôn. Đấy nhá. Chẳng thấy đâu lại mấy. Con chiêu em sẽ lái vải thiết kế cho mọi người nha. Vải thiết kế em mới vải cực kỳ nhiều luôn. Em có quân trọng như quân nuôi đẹp đó. Em mặc sái chiếm này quân trọng như quân nuôi đẹp chị. Bên chị chỉ con sái mơ với lại sái lơ thôi. Chỉ con xe thì con màu sáng với lại màu đẹp thôi. Màu đẹp đấy. Màu đang ngọt nắng này đấy. Màu đang ngọt nắng này đấy. Mà nắng nhìn bầu đồng đến thúi rồi đấy này. Em quá màu cho mọi người nha. Không hay bán nha, không hay màu, có hai màu nha, màu
chân váy cũng được mọi người nhá, cực kỳ tôn giản, cực kỳ là đẹp nhá. Đấy nhá. Có một cái nữa để vô đấy. Nga ơi, Nga qua đây lựa đi Nga ơi. Mọi người ơi, đây là áo phông này nhá. Áo phông này sẽ là bán với giá là 80.000 nha, cực kỳ rẻ luôn. Chắc thì cực kỳ coi giản luôn này, mọi người có thể thấy này. Đấy, không hề bị nhăn, không hề bị gì luôn ý. Áo này thì có hai màu, ba màu đúng không chị? Áo này có ba màu nhá. Áo này có ba màu nhá, một màu vàng khi nãy như chị Anh đã mặc và một cái màu trắng như Hằng đang mặc đây nhá. Đây này, nó cực kỳ tôn lên dáng luôn, màu trắng nhá. Chị Anh có hai mẫu luôn. Áo này chỉ với 80.000 thôi nha mọi người nhá. Áo này chỉ với giá là 80.000 thôi. Và chị bán giá này chỉ bán trong cái livestream này thôi nha mọi người nha. Còn ở ngoài livestream thì mình sẽ không được mua với giá như thế này đâu. Bởi vì là các bạn ở trong livestream, các bạn hãy nhanh tay bỏ ra giúp Hằng 3 giây và like và chia sẻ cái livestream này để mình được mua đồ với giá ưu đãi cực kỳ rẻ luôn nhá. Hồi nãy giờ là mình bán đồ chưa có cái nào mà quá 150.000 luôn, cho nên là đồ hôm nay sale với giá cực kỳ rất là rẻ luôn. Đây nha, đây là màu trắng nhá. Bây giờ Hằng sẽ chuyển sang màu khác nha mọi người nhá. Đây nhá mọi người nhá, đây là áo 80.000 đúng không chị?
trong buổi live hôm nay thôi mình sẽ mua được với giá áo phông ôm body là 80.000 nha mọi người nhá. Đây là áo màu nu hằng mặc nhá. Đây nhá. Áo này thì những bạn nào mình từ 42 cho đến là 55kg thì mình mặc vừa hết nhá. Coi giãn cực kỳ tốt luôn, 80.000 nhá, chỉ 80.000 thôi. Còn quần Hằng đang mặc đó chính là quần Hằng đang mặc và quần đùi nhá. Quần đùi này là cặp cao và sâu đây này, giá 99.000 nhá. Nói chung là trong cả livestream này tất cả các quần đùi mình đều bán với giá 99.000. Mà các bạn nhớ là mình phải like và chia sẻ cái livestream này nhá, để mình mua được với giá ưu đãi như thế này nhá. Quần đùi 80, quần đùi 99.000 nha mọi người nhá. Đây nha, em sẽ có thể cho mọi người xem chất này. Đấy, bình thường là ở ngoài mình bán 190 cho đến 222.000 thôi, chứ không hề là không có giá nào ở đâu mà bán 99.000 được đâu ạ. Đây này. Áo hàng đang mặc là giá là 80.000 nha mọi người nhá. 80.000 nha mọi người. Ai ở gần đây có thể qua shop để xem chất như thế nào nhá. Đấy. Cho em đổi mẫu. Mọi người ơi, mọi người lấy mẫu nào thì mọi người comment lại cho em, để lại số điện thoại và ở bên em sẽ tự động để liên hệ mọi người để chốt đơn nhé. Hoặc là mọi người chụp ảnh lại ấy, xong mọi người gửi qua tin nhắn em đi. Đây nhá. Mọi người, này quần này chỉ có 99.000 thôi, 99.000 thôi mọi người ạ. 99.000 là giá quá rẻ luôn đúng không ạ? Đây nhá mọi người nhá. Đây này. Hello mọi người đang xem livestream nhá. Mọi người đang xem livestream thì chấm và like chia sẻ giúp Hằng được không ạ? Đây. Áo cúp ngực như thế này còn hai màu đỏ và đen nhá. Bạn đều bán với giá là 80.000. Tất lần tận các mẫu áo mình đều bán với giá 80.000 nhá. Anh chị bán online thì phải giá 80.000 thôi mọi người nhá. Chỉ trong livestream này mình mới bán được giá như thế, còn ở ngoài shop thì mình sẽ không bán như thế này đâu mọi người ạ. Áo cúp ngực cho mọi người nhé. Hello chị Tuyết. Chị Tuyết ơi mua đồ không? Ủa sao chị mua? Đúng rồi. Thì các bạn là mặc vào xem đi. Hello Thảo nhá. Mặc vào xem à. Là áo xem phải kiểu đen chọn đi. Mình lạnh chuyện lắm Thảo. Qua em có anh. Ok nhá. Mọi người ơi nhớ, mọi người nhớ trong livestream này mình sẽ bán là quần đùi. Quá áo đấy em xin nhá. Quần đùi là giá 99.000 nha, bình thường là bán 190 cho đến 220.000, nhưng mà trong cái livestream này mình chỉ bán với giá là 99.000 thôi nhá. Quần vải thì chất mọi người không phải lo đâu ạ. Chỉ trong cái livestream này mình mới bán giá rẻ như thế, chứ không phải là do chất lượng kém mà mình mới bán giá rẻ đâu ạ. Đấy nha, đây là màu xám, nó tương tự giống như cái Hằng đang mặc đây này. Đấy. Kêu qua là bán như trong livestream chị để chị qua. Chị Thảo bảo là chị bán giả trong lại chị Thảo quá. Không, bán trong lại chị bán trong lại chính thôi. Con quá mua hoa thì giả thì bình thường nhé. Em đấy. Chị bán trong lại chính với giá rẻ thôi mọi người nhá. Mọi người đây nhá, quần đùi 99.000 thôi nhá mọi người nhá. Trời ơi mọi người đi. Mọi người lướt Facebook, dạo ngang Facebook ghé lại đây xem quần đùi chỉ 99.000 thôi. Đây này Hằng sẽ dơ cho mọi người xem là một số mẫu nhá. Form thì cũng tự tưởng như là form Hằng đang mặc thôi. Vải thì cực kỳ nâng bông luôn này. Đấy, cặp cao, lưng cao này. Màu xanh này thì nó có chun này. Áo dây chị Thảo ơi, đợi một tí nhá. Chị Anh đang thay áo dây đấy ạ. Bây giờ em sẽ chuyển sang màu áo dây, em sẽ thay áo dây cho mọi người xem nhé. Áo dây này em phải chỉ có một chiếc duy nhất thôi nhé. Đấy là chặt cực kỳ là đẹp nhé.
Áo giày em đây là một triệu duy nhất nhé. Em lại em bán với giá là 99.000 đồng nhé. Áo giày này hôm nay em bán với giá là 180.000 đồng nhé. Chất cực kỳ là đẹp nhé. Quần đẹp, em lấy mặc mấy chị? Quần đẹp em mua ở trong lái với giá là 99.000 đồng em nhé. Để em cài quần xanh với. Quần xanh nha, em lấy quần xanh nha. Quần xanh của em ơi. Quần đuôi xanh rạch hay là không rạch em? Cái này. Quần đi đúng không ạ? Quần đi mọi người, một trong lại em sẽ bán với giá là 99.000 đồng nhá. Còn ngoài lại em sẽ bán với giá là 180.000 đồng nhá. Nếu mọi người một trong lại thì mọi người để lại số điện thoại cho em ạ. Áo dây 80.000 nha mọi người nhá. Áo dây 80.000 thôi. Không rạch chi. Không rạch. Đây nhá, không rạch chi có một mã quần như thế này nhá. Đây em nhá. Quần này phải quần trong người của chị nhá, quần là hai chất khác nhau nhá. Quần trong người của chị thì chị bán với giá là 99.000 đồng nhá. Bình thường ở ngoài chị bán là 180.000 nhá. Còn quần này chị bán với giá là 119.000 đồng nhá. Ngoài chị bán là 230.000 nhá. Đây em nhá. Ngoài chị bán là 230.000 nhá. Ở trong lái chị bán với giá là 119.000 đồng nhá. Em mua không có chỗ mà mua rẻ hơn. Quần cực kỳ đáng bảo luôn. Như phóng chi đang mặc người ấy. Đấy. Đấy nha. Đấy mọi người nha. Chất cực kỳ là đẹp nhá. Có dàn mặt nhá. Có đồng quân đi không em? Quân đi chi? Chất cực kỳ là đẹp nhá. Anh nắng bấm với anh thú con ném ra nhá. Nếu mà em thấy thì cho chị số điện thoại nhá. Với lại em chụp lại màn hình gửi ảnh quá nhận cho chị nhá. Chị em sẽ mua được cái quần này với giá là 119.000 đồng nhá. Cảm ơn. Mọi người nhớ đi qua mẫu tiếp theo nhá, mẫu áo dây này nhá, áo dây 80.000 nha mọi người nhá. Mọi người ơi, áo dây hàng đang mặc đây nhá mọi người nhá. Nó hơi nhũ một tí. Rồi ok chị nhá. Mọi người lấy mẫu này thì mọi người để lại số điện thoại và chụp lại màn hình giúp em nha. Mọi người để lại số điện thoại, chụp màn hình và gửi qua tin nhắn giúp cho em nhá. Mẫu áo dây em đang mặc là giá 80.000 nhá. 80.000 mẫu áo dây em đang mặc nhá. Quần đùi em đang mặc là giá 99.000 nhá. Ngoài ra mình sẽ còn có nhiều màu khác hơn nữa. Mình sẽ có nhiều màu khác hơn nữa nhá. Đây nha mọi người nhá. Áo dây em đang mặc 90.000 nha mọi người nhá. Mọi người nhớ làm đủ các tất cả các bước để mình có thể mua đồ với giá ưu đãi trong livestream này nhé. Mọi người muốn mua với giá ưu đãi trong livestream thì mọi người chia sẻ cho em hai lần trên trang hoặc nhóm theo chế độ công khai nhé. Với lại một lần trên trang cá nhân nhé. Với mọi người vào trang Facebook cá nhân của em và đăng ký theo dõi em nhé. Thì mọi người mới được mua với giá khuyến mãi nhá. Mọi người làm đủ đầy đủ tất cả các bước trên thì em phải bán giá khuyến mãi cho mọi người nhá. Mọi người nhớ nhá, like và chia sẻ cái livestream này thì mình mới có thể là mình mua được cái giá ưu đãi như thế này nhá. Quần đùi 90. Qua shop có mua được mua giảm giá không em? Mọi người ơi, qua shop thì không anh nhá. Mọi người ơi, em chỉ bán trên livestream giá như thế này, em chỉ bán trên livestream thôi nhá. Còn qua shop thì mình vẫn bán giá bình thường nhá. Quần đùi bán trên livestream giá 99.000. Quần đùi bán trên livestream giá 99.000 và áo phông, áo dây bán trên livestream giá 80.000 nha mọi người nhé. Mọi người xem mẫu này, ai nếu mà ai lấy thì mọi người nhớ chụp màn hình lại cho em và gửi trong tin nhắn nhé. Bây giờ em sẽ chuyển sang mẫu khác nhé. Tìm ra thì đâu đó. Em cầm lên lấy nó được. Mọi người nhá, áo dây này bán với giá là 80.000 nha mọi người nhá. Đây nhá, có hai màu em có hai
luôn nhá. Áo giấy này mọi người có thể mình cứ trong áo rén được nhá. Mỗi một người mỗi một tủ một con gái này có một cái chiếc áo giấy này trong nhà nhá. Chất cực kỳ là đẹp, cực kỳ là mát luôn mọi người nhá. Đấy nhá, có 3 màu nhá. 4 màu mọi người ạ. Áo giấy 30.000 nha mọi người nha. Áo giấy này 30.000. Mình nếu mà mình thích mình có thể mix với lại áo bò này. Áo bò ở ngoài, áo sơ mi ở ngoài, khoác ở ngoài này để đi chơi đi dạo phố này. Đấy. Áo dây em bán với giá 30.000 nha mọi người nhá. Cái màu đen có con màu đen không chị? Màu đen giấy được không? Màu đen giấy đúng không chị Anna Nguyễn? Màu đen giấy đúng không? Ui còn một cái. Không con 3 cái. Lô lên chị bao nhiêu? Đấy nhá. Chất cực kỳ là đẹp nha, em cho mọi người xem chất nha. Mọi người xem nhá, đây nhá. Đấy nha, mọi người xem chất cực kỳ là đẹp nha. Có dạng mạnh nhá, chứ không phải là chất rẻ, chất cất tống rẻ mà mọi người cứ nghĩ là rẻ lắm nhá. Tiếp đi. Đấy nhá. Chất lý mọi người giặt máy tháo hô cho thoải mái nhá. Áo dây như thế này chỉ có 30.000 thôi nha mọi người nhá. Để chị cái quần đèn em mặc trong người. Quần đèn đi. Quần đèn em mặc trong người chị chốt hàng cầm lái với giá 99.000 nhá. Chị Hoa muốn tìm chị Vũ Lâm kèm số điện thoại để em gọi bác sĩ địa chỉ của chị ạ. Mọi người chốt đơn, mọi người để lại số điện thoại để bên em liên hệ với mọi người nhé. Quần này đang mặc người để đúng không ạ? Quần này đúng không ạ? Có quần giả vải không chị? Quần giả vải thì chứa vay em ạ. Quần giả vải bo thì chứa vay, thì chỉ vay là quần giả vải bo dạng các cái gọi là quần giả vải bo dạng vải á. Đấy nhá, một áo màu đen cho vấn ánh nhá. Con áo thì có màu đỏ cực kỳ đẹp luôn mọi người nhá. Áo có màu đỏ cực kỳ đẹp luôn á. Áo dây, áo dây 30.000 cái nhá. Áo quá rẻ luôn, 30.000 một cái cực kỳ rẻ luôn, rẻ như chó luôn này. Áo dây 30.000 nha mọi người nhá. Áo dây 30.000 mọi người nhá, cực kỳ rẻ luôn này. Có 4 màu nhá, màu đen, màu trắng, màu đây ở phía sau nhá. Màu đen, màu trắng, màu sữa và màu đỏ nhá. Áo cực kỳ rẻ luôn ạ, mỗi một người này mua 2 3 cái đi. Màu sao mốt rẻ như thế này luôn. Để cái áo trắng. Để ok chị Trinh để lại số điện thoại nhá. Chị Trinh để lại số điện thoại nhá. Là nãy là không đấy là hôm sáu chị sẽ lái nhá. Hôm nay chị lại áo giấy với một số hàng trước đấy. Với chị một đống hoa chị còn chưa tréo ấy. Tính nhắn tin cho chị nhá. Em chỗ đang trong lái một cái áo mốc trắng đúng không ạ? Một cái áo giấy mốc trắng đúng không ạ? Mọi người có ai lấy mẫu áo giấy nữa không ạ? Hồi nãy giờ là có mấy chị lấy rồi đấy ạ. Áo giấy này chỉ có 30.000 một cái thôi. 30.000 một cái nhá mọi người nhá. Áo dây 30.000 em, tất cả những cái mẫu mà em bán trong livestream giá rẻ như thế em chỉ bán trong livestream thôi, còn mọi người mua ở ngoài sẽ không được giá như thế đâu nhá. Áo dây cotton nhá, áo dây cotton có ai lấy nữa không ạ? Mọi người có ai lấy áo dây cotton nữa không ạ? Áo dây như em đang mặc trên người nhá, giá 30.000 thôi nhá. Đây có một cái mẫu áo dây chị Anh sẽ chuẩn bị thay cho mọi người xem nhá. Áo này thì mình sẽ bán áo dây Gucci này. Áo dây Gucci giá 50.000 nha mọi người nhá. Áo dây Gucci bán giá 50.000 nhá. Ai lấy comment để lại số điện thoại hộ cho em nhá. Đấy nhá, áo này em đang mặc nhá. Mọi người nhân tay chỉ trong hôm nay mình mua trực tiếp cho chị cái chim này nhá. 3 màu. Màu đen, màu trắng và màu đỏ mà tạm thôi, màu đen đang hết nhá. Vì có hai người đặt rồi. Hai người nhân tiện đặt rồi nhá. Có hình cái mẫu nhá. Áo này bạn bị giá 50.000 nha. Bình thường người ta bạn bị giá 110.000 nhá. Có hai hình nhá. Ba hình. Hình cu si này. Áo cực kỳ là đẹp luôn mọi người nhá. Chất cực kỳ là đẹp luôn. Mọi người đừng nghĩ là 50.000 cái áo chỉ mặc được một lần. Không có mốc. Áo em ạ, mọi người mặc được một cái nắng mọi người giặt cũng không ai hở cả. Em đảm bảo cho mọi người luôn này. Áo mọi người mặc quần bò cực kỳ là đánh giá cực kỳ đẹp. Mọi người biết chị em mới để em bông to lắm á. Mặc quần bò với đầy áo giấy mà cùng cứ thấy éo chị em cũng cứ nhỏ chị. Đấy nha, có chữ C nha. Với đây là... Đấy nha. Em bán năm lái với giá là 50.000 mọi người nha. Đặt chỉ là rẻ lắm mọi người nha.
con chị anh? Áo đen mũ si hả? Mũ si chị con màu trắng thôi nhá. Chị Cam Tròn ơi, áo đen Gucci chỉ còn màu trắng thôi nhá. Chị có lấy màu trắng không ạ? Áo dây đúng không? Áo dây đúng không? Đây mọi người nhá, ai mà không thích hở mặc áo dây thì mọi người có thể mặc áo phông ôm như thế này nhá. Áo này thì giá 70.000 nha mọi người nhá. Chất thì cực kỳ thích luôn mọi người. Thấy nhìn em mặc này, lên dáng nó rất là đẹp luôn đấy. Chỉ 70.000 thôi nha mọi người nhá. Quần em mặc giá 99.000 và áo em mặc là giá 70.000 nha mọi người nhá. Ai lấy thì để lại số điện thoại, comment số điện thoại và chốt trong cái livestream này cho em nhá. Chỉ trong cái livestream này mình mới bán được với giá như thế này thôi. Còn mọi người mua ở ngoài hoặc là mọi người đến tại shop sẽ không có giá như thế này đâu nhá. Áo này thì giá là 70.000 nha mọi người nhá. Áo giá 70.000 nhá. Mọi người xem ai lấy mẫu nào thì mọi người chụp màn hình lại, mọi người gửi, có thể gửi trong tin nhắn giúp em nhé. Áo giá 70.000 nha mọi người nhé. Chất thì cực kỳ thích luôn mọi người, không phải nói không? Từ nãy đến giờ em nói rất là nhiều về chất rồi đúng không ạ? Bởi vì chất bên em không phải là chất giỏ mình mới bán giá rẻ như thế đâu, mà tại vì là trong cái livestream này em muốn đem đến ưu đãi cho mọi người cho nên là mới bán giá như thế này nhé. Cho em qua mẫu đi. Ok chị Hoàng Hôi tí nha, tí nữa bên em sẽ gọi điện cho chị và chốt đơn cho chị nha. Mọi người để lại số điện thoại để chốt đơn nhá. Em mời mọi người nha. Là áo gần giá bạo mọi người nhá. Chất cực kỳ là đẹp nhá, có ba màu nhá. Em lại ba màu gạo gì được cho quái. Có đệm ngực nhá, áo này có đệm ngực nhá, áo này chất chỉ là đẹp nhá, áo này bình thường người ta ngoài người ta bán 180.000 nhá. Nhưng trong này em chỉ bán với 119.000 đồng mọi người nhá. Áo em chỉ bán với 119.000 đồng thôi mọi người nhá. Có hai màu này. Màu da bạo xám và màu da bạo trầm này này. Đấy nhá, áo có ngực nắng mực nhá. Áo này đi biển thì không cần phải cháy luôn mọi người nhá. Áo này là chuyển dành cho mọi người hãy mặc đi biển này. Em cho mọi người như là sáu này. Cực kỳ là đẹp luôn này. À lại có một chiếc màu đỏ này này. Áo này mặc ngực ái có mặc cực kỳ là đẹp luôn nhá. Vì anh nắng ngực cực kỳ luôn này. Em quá màu đi ạ. Quá màu đi ạ. Mọi
mọi người đợi tí nhé, chị Anh sẽ mặc một cái áo dây màu đen cho mọi người xem nha. Áo dây màu đen trơn giá 30.000, còn áo mà có chữ Gucci như em đang mặc ấy, mọi người có thể phối với lại quần đùi này. Đấy, thì giá chỉ có là 50.000 thôi nhá. Giá 50.000 thôi nha mọi người nhá. Mọi người ơi, ai muốn mua đồ ưu đãi thì mọi người nhớ like và chia sẻ cái livestream này nhá. Mọi người like và chia sẻ thì mới mua giá rẻ như thế này nhá. Còn là mọi người không like, không chia sẻ thì sẽ không được mua giá như thế này đâu ạ. Mọi người trong cái livestream này ai muốn mua đồ giá rẻ thì mọi người nhớ like cho em. Like và chia sẻ cái livestream này cho em nhé. Chia sẻ một lần trên trang cá nhân và hai lần trên các trang hội nhóm khác nhau thì mình mới có thể mình mua được đồ với giá ưu đãi như thế này nhé. Còn bình thường mọi người đến shop sẽ không có giá nào mà rẻ như thế này đâu nhé. Mọi người like và chia sẻ không tốn tiền, tại sao mọi người lại không chia sẻ để mua được với giá ưu đãi nhờ? Đây nhé mọi người nhé, quần đùi em bán trong livestream giá 90.000, áo hai dây em bán giá là 50.000 đấy. Ôi 99.000 nha. Đây mọi người nhé, quần đùi em bán trong livestream có rất là nhiều mẫu luôn. Khi nãy em cũng đã có dơ cho mọi người, ai chưa xem kỹ thì mọi người đợi hết cái livestream này mọi người có thể xem lại nhá và chụp màn hình lại gửi qua cho mình nhắn nhé. Mọi người nhé.